Trinh Phi Đổng Ngạc Thị là một phi tần của Thanh Thế Tổ Thuận Trị Đế. Bà là em họ của Hoàng Quý Phi Đổng Ngạc Thị, sủng phi nổi tiếng của Thuận Trị Đế. Nhiều sử gia cho rằng vì cớ sự này, bà trở thành phi tần duy nhất tuẫn tán khi Thuận Trị Đế băng hà. Căn cứ Đổng Ngạc Thị tộc sử liệu tập, Trinh Phi cùng Hoàng Quý Phi và Ninh Khác Phi, một phi tần khác của Thuận Trị Đế xuất thân cùng tộc, là hậu duệ của Nỗ Khải Ái Tháp. Tuy nhiên, gia tộc của Ninh Khác Phi là tước đệ thế gia, sớm liên hôn chặt chẽ với hoàng thất, trong khi nhánh của Trinh Phi cùng Đổng Ngạc Phi đều là nhánh nhỏ trong đại tộc này. Tiến trình của Trinh Phi không được ghi lại nhiều, trừ cái chết của bà vào ngày 7 tháng 1 âm lịch, ngay sau khi Thuận Trị Đế băng hà. Về sau, Khang Hy Đế truy phong làm Hoàng Khảo Trinh Phi. Trong số các phi tần của Thuận Trị Đế, bà là người duy nhất tuẫn tán. Đây là điểm nhấn lớn nhất mà các sử gia biết về bà, dấy lên nhiều đề tài tranh luận cho hậu thế. Giả thiết lớn nhất cho việc này là vì Trinh Phi và Hoàng Quý Phi Đổng Ngạc Thị có quan hệ họ hàng. Đương thời, Hoàng Quý Phi vô cùng đắc sủng, lại khiến Thuận Trị Đế nảy sinh ý định phế hậu. Hoàng Quý Phi mất, Hoàng Đế lại truy phong thụy hiệu Hoàng Hậu, dù đương kim Hoàng Hậu là Hiếu Huệ Chương Hoàng Hậu còn đang tại vị. Vốn là điều kiêng kỵ từ trước đến nay, vì vậy Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu căm phẫn, cho rằng mọi bất hạnh đều là do một tay Đổng Ngạc Phi gây nên. Nhiều ý kiến cho rằng Trinh Phi tình nguyện tuẫn tán để bình ổn sự phẫn nộ của Thái Hậu, tránh liên lụy gia tộc Đổng Ngạc Thị. Tiểu thuyết gia Cao Dương trong cuốn Thanh Triều Đích Hoàng Đế cũng dùng một phiên bản của nhận định này. Trinh Phi vì muốn bình ổn cơn giận của người nhà phế hậu Tĩnh Phi nên mới tuẫn tán. Cụ thể, theo Vương Văn Tịnh tập, Niên Phổ tự soạn kể lại, Vương Văn Tịnh chính là người soạn ra ba bản di chiếu để Thuận Trị Đế xem xét trước khi ông mất. Thuận Trị xem xét, ngẫm nghĩ rất lâu, mãi tới trưa ngày hôm sau mới quyết định và ngay tối hôm ấy thì băng hà. Bản di chiếu có đoạn, đoan kính Hoàng hậu giữ trọn hiếu đạo với Hoàng Thái hậu, hết lòng hầu hạ trẫm, quán xuyến nội chính, trẫm vâng lời Thái hậu, tưởng nhớ hiền phi, tổ chức lễ tang hậu ái, không theo lễ tắc thông thường. Vì việc này, trẫm luôn thấy áy náy, đấy là cái sai của trẫm. Xét cho cùng, câu này dù ý tứ không gay gắt, trực tiếp, nhưng không thể phủ nhận vị hoàng đế đang có ý trách móc người phi quá cố. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, thì nội dung ấy không đúng với tính cách và tình cảm của Thuận Trị dành cho Đổng Ngạc Phi. Vậy, bản di chiếu đã biến thành chiếu luận tội như thế nào? Thù oán chốn hậu cung. Một trang web chuyên về lịch sử Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia nghiên cứu lịch sử thời Thanh cho rằng, trong khoảng thời gian từ khi Thuận Trị băng hà tới khi công bố di chiếu là 8 giờ đồng hồ, có thể Thái hậu và các vương thần sửa đổi vài chi tiết. Việc này bắt nguồn từ lòng hận thù của Thái hậu Hiếu Trang đối với Đổng Ngạc Phi bấy lâu nay. Thái hậu Hiếu Trang ngay từ đầu đã không đồng ý hôn sự giữa Thuận Trị và Đổng Ngạc. Sau này, khi Thuận Trị Đế băng hà, lòng căm ghét, hận thù của Thái hậu đối với Đổng Ngạc Phi càng tăng lên gấp bội, bởi bà quả quyết rằng quá thương nhớ Đổng Ngạc Phi là nguyên nhân chính khiến con trai bà chết. Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, cuộc đời của Hoàng hậu, phi tần có liên quan mật thiết tới vận mệnh của những người trong gia tộc của họ. Cái chết của Đổng Ngạc Phi, việc Hoàng đế Thuận Trị băng hà, rồi việc công bố nội dung bản di chiếu đã khiến những người có quan hệ trực tiếp với Đổng Ngạc Phi hết sức lo lắng. Trinh Phi Đổng Ngạc Thị, em họ của Đổng Ngạc Phi là một trong số đó. Khiếp nhược trước sự tức giận của Thái hậu Hiếu Trang và với mong muốn Thái hậu mở lòng từ bi, xóa bỏ hận thù, bảo toàn sinh mạng của toàn gia tộc, Trinh Phi đã quyết định hy sinh, xin được tuẫn tán cùng Thuận Trị. Năm đó, Trinh Phi vừa tròn 20 tuổi, trong vòng chưa đầy nửa năm đã mất cả chồng và người chị họ. Bi kịch hơn, Trinh Phi chưa bao giờ được hưởng sự sủng ái của Thuận Trị như chị họ Đổng Ngạc Phi. Vì vậy, việc tự nguyện tuẫn tán của nàng hoàn toàn không phải vì tình cảm đối với người chồng hoàng đế, mà thực chất là để tránh một cuộc báo thù gia tộc, mà nguồn gốc của nó chính là sự sủng ái quá mức của Thuận Trị đối với Đổng Ngạc Phi. Nhìn từ một khía cạnh khác, cái chết của Trinh Phi là vật hy sinh cho tình cảm giữa Hoàng đế Thuận Trị và Đổng Ngạc Phi. Như vậy, tục tuẫn tán theo Hoàng đế từ thời cổ đại trong lịch sử Trung Hoa đã trở lại vào thời nhà Thanh với câu chuyện này. Sau này, Hoàng đế Khang Hy truy phong Trinh Phi làm Hoàng Khảo Trinh Phi. Đến Khang Hy năm thứ 20, tức năm 1673, tục tuẫn tán trong lịch sử Trung Quốc mới biến mất hoàn toàn.
Ban đầu bà được an táng ở bên ngoài cửa Tây của Phong Thủy Tường tại Thanh Đông Lăng, năm Khang Hy thứ 57, tự táng cùng Hiếu Huệ Chương Hoàng Hậu tại Hiếu Đông Lăng. Theo bản vẽ vị trí Hiếu Đông Lăng thì vị trí mộ của bà chỉ xếp sau Điệu Phi cùng Hiếu Huệ Chương Hoàng Hậu, chủ nhân tòa lăng. Bởi vì sắc dụ năm Khang Hy thứ 12 tức năm 1673 cấm nô bộc tuẫn chủ, mệnh lệnh rõ hủy bỏ hoàn toàn tập tuẫn táng, cho nên có thể nói Trinh Phi là vị phi tần cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc tuẫn táng theo chồng.